Nam Mô Bích Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Tham Ma trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả Hòa Thượng Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng bài 70 Kinh Kita Gira Sutta phân đoạn 328 đến 332 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bích Tha Giá con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được hiểu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài 70 Kinh Kita Giri phân đoạn 328 đến 332 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính nhân mít đến Ngài ạ. Là một cái thơ chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Chư Pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính bạch quý ngài kính thưa quý vị, điều luật mà Đức Phật ngài chế định ở trong tạng luật thì chỉ nó thuận
về cái điều giới như thế nào là không phạm tội, thế nào là phạm tội. Nhưng mà khi đọc qua kinh tạng, những bài kinh đại loại như thế này, thì chúng ta thấy rằng là bỏ điều giới của Đức Phật phải chế định, khuyên các vị tỳ kheo cần phải học tập như vậy. Thì ở trong đó Đức Phật Ngài đã giải thích các cái khía cạnh nó liên quan đến giới và liên quan đến cái tâm lý tu tập này. Để cho thấy rằng mỗi một điều giới mà Đức Thế Tôn Ngài chế định cho chúng tỳ kheo, mỗi điều giới đó, nó đều có sự tác động đến cái việc mà tu tập. Phải quên hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Chất Đẳng giảng giải, Thượng Tọa Chất Đẳng điền khuyết cho Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay không có bộ rung. Và hôm nay thì có lẽ Thánh Sư Đệ giảng dài một chút, tại vì hôm nay chùa Vi Giác Lý Dân Y và chúng tôi bận rộn suốt từ lúc sáng sớm cho đến trưa 1-2 giờ để sắp xếp dọn dẹp ở chùa cho nó tốt. Cho nên buổi tối này thì chúng tôi đuối sức, có thể là đêm nay không có tham dự thảo luận được. Bây giờ xin mời cô Nhật Bình đọc cho trên kinh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Thầy Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con cũng xin phép đạo tràng. Con thỉnh Ngài đi nghỉ, con thấy giọng Ngài quá mệt rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thỉnh Ngài đi nghỉ bạch Ngài. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn từ bi cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, bài 70, Kinh Kitagiri, Kitagiri Sutta. Tên bài kinh lấy từ địa danh Kitagiri, một làng nằm trên trục lộ từ Varanasi đến Savatthi, là nơi Đức Thế Tôn giảng kinh này. Thuở ấy, khi Đức Thế Tôn trú ở Kitagiri, Ngài dạy chư tăng nên từ bỏ ăn phi thời. Lúc bây giờ có hai tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunapasuka từ chối không cho con chút xíu. Không chấp trì lời dạy của bậc đạo sư. Đức Phật cho gọi hai vị này tới và dạy về bốn điểm: sự thọ dụng các nhu yếu liên hệ thế nào đối với thiện pháp và bất thiện pháp, bãi hạng người có thành tựu trong giáo pháp, trí tuệ vốn thành tựu qua nhiều giai đoạn
những đệ tử Phật cần nhìn vào tấm gương của bậc đạo sư. Tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunap Basuka là hai trong số sáu tỳ kheo được gọi là nhóm luật sư. Chấp bát Di già thường có những sai phạm về hạnh kiểm. Do nhóm này mà nhiều điều luật được Đức Phật ban hành. Có một vị trong nhóm này tên là Asachi, không phải là tôn giả Asachi trong nhóm năm thầy Kiều Trừ. 328. Đức Phật dạy về lợi ích của việc từ bỏ ăn phi thời. Trước khi ban hành giới luật, có những điều liên quan tới sinh hoạt hàng ngày của chư tỳ kheo được Đức Phật dùng lời khuyến giáo. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Kashi cùng với đại chúng tỳ kheo. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta ăn từ bỏ ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn từ bỏ ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh nan, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy đến nhà ăn. Hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh nan, có sức lực và an trú. Thưa văn bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành ở Kashi và đến một thị trấn xứ Kashi tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị trấn xứ Kashi. Lúc bấy giờ tỳ kheo Asachi và Bunak Basuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến chỗ tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka. Sau khi đến nói với tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng tỳ kheo cũng vậy. Do ăn từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh nan, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do ăn từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh nan, có sức lực và an trú. Được nói vậy, tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka nói với các tỳ kheo ấy: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh nan và có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm theo tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ, Thế Tôn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các tỳ kheo Asachi và Bunak Basuka. Sau khi đến, chúng con nói với tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn từ bỏ ăn ban đêm, vân vân, có sức lực và an trú. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka nói với chúng con như sau: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, vân vân. Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Bunak Basuka chấp thuận, nên chúng con trình sự việc này lên Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo:
Này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỳ kheo Asatthi và tỳ kheo Bunappasuka. Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa văn, bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ tỳ kheo Asatthi và tỳ kheo Bunappasuka. Sau khi đến, nói với tỳ kheo Asatthi và tỳ kheo Bunappasuka. Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa văn, hiền giả, tỳ kheo Asatthi và tỳ kheo Bunappasuka vâng đáp. Tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỳ kheo Asatthi và tỳ kheo Bunappasuka đang ngồi một bên: có thật chăng, này các tỳ kheo? Một số đông tỳ kheo đến các ông và nói như sau: chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng tỳ kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh nan, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh nan, có sức lực và an trú. Được nói vậy, này các tỳ kheo, các ông nói với các tỳ kheo ấy như sau: chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh năng, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Thưa văn, bạch Thế Tôn, 329 sự liên hệ của thọ dụng các nhu yếu đối với thiện pháp và bất thiện pháp. Trước hết, Đức Phật nhấn mạnh là người từng dạy về ảnh hưởng của cảnh thọ đối với thiện pháp và bất thiện pháp. Do vậy, sự thọ dụng các nhu yếu cần được cẩn thận với chánh niệm. Kinh văn: này các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau: một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc, đối với người ấy, các pháp bất thiện được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau: ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc, lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người khi cảm thọ như vậy, cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp ấy được tăng trưởng. Ở đây, đối với người cảm thọ khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây, đối với một người khi cảm thọ bất khổ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Thưa văn, bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liều giải với trí tuệ rằng ở đây, đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt, có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy ta lại nói: hãy từ bỏ lạc thọ như vậy và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, nhưng này các tỳ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liệu giải với trí tuệ rằng ở đây, đối với một người chỉ cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn nghiệp. Do vậy ta nói,
hãy từ bỏ lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liệu giải với tuệ, với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy, ta lại nói, hãy chứng và trú lạc thọ như vậy. Và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, nhưng này các tỳ kheo, vì sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người khi cảm lạc thọ, cảm lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy, ta nói, hãy chứng và trú lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người khi cảm giác khổ thọ vân vân, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy, ta lại hỏi, hãy từ bỏ bất khổ bất lạc thọ như vậy. Và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, nhưng này các tỳ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với người khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hãy từ bỏ bất khổ bất lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy, ta lại nói, hãy chứng và trú bất khổ bất lạc thọ như vậy. Và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, nhưng này các tỳ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người khi cảm bất lạc thọ, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hãy chứng và trú bất khổ bất lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả tỳ kheo có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả tỳ kheo không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống và thành đạt như lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm nhờ không phóng dật, các vị này không thể trở thành phóng dật. Dạ thưa đạo tràng, còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ con kỳ tri ân quý ngài, dạ cảm ơn đạo tràng. Và này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo còn là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống, cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các triền ắt. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng có sự việc cần phải làm nhờ không phóng vật, nhờ không phóng nhật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi các bậc tôn giả này thọ dụng các sàng tòa, đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Và vì bút là
Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo này, vì thấy quả này của chúng, con xin sám hối. Vì thấy quả này của không phóng dật, nên ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 330. Bảy hạng người có thành tựu trong giáo pháp, do căn tánh sai biệt nên sự chứng đắc sai biệt. Kinh văn: Này các tỳ kheo, có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là bảy? Bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc câu phần giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người câu phần giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm nhờ không phóng dật, vị ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm nhờ không phóng dật, vị ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc thân chứng? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này như vậy được gọi là bậc thân chứng. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc kiến đáo? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một cách hoàn toàn. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là kiến đáo. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng thọ đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tính giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân chứng đắc
và các thực tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp. Và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã được xác định. Phát sanh từ căn để an trú, này các tỳ kheo, vị này được gọi là bậc tính giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiền hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình giới thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hành. Vì mục đích này, các thiện gia nam tự đã chân cảnh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các thực tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ một cách hoàn toàn. Và do các pháp Như Lai tuyên thuyết, chỉ được vị này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là người tùy pháp hành. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói sự việc cần phải làm nhờ không vật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hành. Vì mục đích này, các thiện gia nam tự đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không vật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng vật. Và này các tỳ kheo, thế nào là người tùy tính thành? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin, lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ có những pháp hành, có những pháp như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỳ kheo, các vị này được gọi là người tùy tính hành. Và này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hành. Vì mục đích này, các thiện gia nam tự chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vị ấy quả này của phóng dật. Nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 331. Trí tuệ vốn được phóng tập. Điều này có nghĩa là trí tuệ thành tựu cho những tố chất thích hợp và trải qua những giai đoạn, chứ không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Kinh văn: Này các tỳ kheo, ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức, nhưng này các tỳ kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Và này các tỳ kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở đây, này các tỳ kheo, một vị có lòng tin đi đến gần, sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ Pajirupa Sati. Sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lắng tai. Sau khi lắng tai, vị ấy nghe. Sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp.
Sau khi thọ trì, vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi suy tư ý nghĩa các pháp được chấp thuận. Sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi. Sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực. Sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc. Sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng Brahman sách chăng. Và với dưới trí tuệ thể nhập sự thật ấy, vị ấy thấy. Nhưng này các tỳ kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời các tỳ kheo không có sự đến gần ấy, thời các tỳ kheo không có tỏ sự kính lễ ấy. Thời này các tỳ kheo không có sự đắm tay ấy, thời này các tỳ kheo không có sự nghe pháp ấy, thời này các tỳ kheo không có sự thọ trì pháp ấy, thời này các tỳ kheo không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này các tỳ kheo không có sự chấp thuận pháp ấy, thời này các tỳ kheo không có sự ước muốn ấy, thời này các tỳ kheo không có sự nỗ lực ấy, thời này các tỳ kheo không có sự cân nhắc ấy, thời này các tỳ kheo không có sự tinh cần ấy. Này các tỳ kheo, ở đây các ông đã đi vào phi đạo. Này các tỳ kheo, ở đây các ông đã đi vào tà đạo, thật là quá xa. Này các tỳ kheo, các kẻ ngu này đã đi ra ngoài pháp luật này. 332. Bậc đạo sư là tấm gương. Cuối cùng Đức Phật nhấn mạnh về tương quan giữa bậc đạo sư và hàng đệ tử. Kinh văn: Này các tỳ kheo, có sự thuyết trình gồm có 4 phần. Chắc tích bá đăng, 4 cú. Chính nhờ thuyết trình này, người có trí không bao lâu nhờ tuệ được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên các, lên cho các ông. Này các tỳ kheo, các ông nhờ ta mà sẽ hiểu thuyết trình ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thể biết được pháp? Này các tỳ kheo, cho đến một bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật và sống liên hệ với tài vật, thời sự mua mai bán đắt này không xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như vậy. Huống nữa là Như Lai, này các tỳ kheo, là vị sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. Này các tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp, bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp Anuttama được khởi lên. Bậc đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi không biết. Này các tỳ kheo, đến với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời giáo pháp bậc đạo sư được hưng thịnh, được nhiều sinh lực. Này các tỳ kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này được khởi lên, dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và mão trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dũng. Này các tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, đoạn phân đoạn và chú thích: tỳ kheo giác đẳng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ thượng tọa tuệ sư, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe đến các thánh quả, nhưng mà bài kinh ngày hôm nay đề cập đến 7 hàng thánh đệ tử, 7 hàng đệ tử của Đức Phật, tức là Phật câu phần giải thoát, rồi giải thoát, thân chứng kiến đáo.
tính giải thoát tùy pháp hành và tùy chính hành. Những cái bậc thánh được nêu ra, những đệ tử Phật được nêu ra ở tại đây đó, là những cái phân loại mà tương đối là không có quen thuộc lắm đối với nhiều Phật tử khi mà học Phật pháp. Vì vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập chú nhiều khi mà đề cập đến bảy hạng đệ tử này của Đức Phật. Bây giờ thì đi vào cái nội dung chính của bài kinh ngày hôm nay. Như chúng ta được biết rằng trong số những đệ tử Phật thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì có những trường hợp là ngoài một số, ngoài đa số chư vị tỳ kheo là rất là tốt, thì còn có một số nhóm tương đối là thuộc thành phần gọi là bất hảo, là không tốt lắm, như là nhóm sáu vị tỳ kheo và lục sư, rồi nhóm 17 vị và tỳ kheo mà được dắt ở trong luật. Thì ở đây có hai vị tỳ kheo lúc đó là Asichi và Buna Pasuka. Buna Pasuka và Asichi là hai vị ở trong cái nhóm gọi là lục sư, hay là ở trong chữ Hán thì gọi là hợp quần lục sư, tức là nhóm sáu vị tỳ kheo mà hay chơi thân với nhau. Mà những vị này đều những thành phần gọi là không tốt, do cái nhóm hậu quần tỳ khưu lục sư này đó mà đã có rất nhiều giới luật được tôn ban hành. Thì cái duyên sự của bài kinh ngày hôm nay đề cập đến sự việc đó là lúc bây giờ thì Đức Phật ngài sau một thời gian ngài không có đặt giới luật, ngài không ban hành giới luật, và sau thời gian khuyến cáo chi tỳ kheo nên ăn trước giờ ngọ, không ăn phi thời, thì Đức Phật ngài đã ban hành điều luật chính thức là người nào ăn phi thời là phạm bất chính giá là ứng đối trị. Nhưng mà trong thời gian mà Đức Phật còn khuyến giáo đó, thì ngài có nói một câu, mà qua câu nói đó của ngài đó và cái thái độ của các vị tỳ kheo đó, của nhóm luật sư này đó, là một thái độ thiếu khi thiện tâm để tu tập. Khi mà Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo đừng ăn phi thời, không ăn phi thời sẽ giúp cho các con được khỏe, được khinh ăn, được thiếu bệnh, thì các vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo mới tuyên bố rằng bây giờ chưa có làm điều đó mà cũng cảm thấy khinh ăn, thiếu bệnh thì tại sao phải làm? Đó là cách nói về chống chế, cách nói gọi là bất tuân. Cách nói đó là cách nói mà của một vị đệ tử mà không có tuân thủ những gì được hướng dẫn của sự tu tập. Và khi chư tỳ kheo khác nghe như vậy, nói không được thì đã đem điều này đến bạch với Đức Phật. Như chúng ta được nghe trong bài chánh kinh, Đức Phật ngài đã khiển trách hai vị tỳ kheo và ngài đề cập đến một số những cái lời dạy mà mở đầu là về cảm thọ liên quan đến thọ dụng. Thọ dụng ở đây là thọ dụng thực phẩm. Thì như tất cả chúng ta đều biết rằng trong đời sống thì luôn luôn có những cái gọi là nhu yếu phẩm. Nhu yếu của đời sống vị xuất gia đó là y phục, thực phẩm, chỗ ở và thuốc men. Thì những điều này gọi là nhu yếu là tại vì mình sống thì mình phải có y phục, không có y áo thì không được. Mình sống thì mình phải có vật thực, không có vật thực thì không được. Mình sống thì phải có trú xứ, không có chỗ ở thì không được. Sống phải có dược phẩm để trị bệnh,
không có không được, gọi là nhu yếu. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng dạy rằng những cái nhu yếu này, bốn cái nhu yếu này nó cũng tạo nên những cái gọi là cảm thọ mà chúng ta phải để ý. Cảm thọ ở đây là ví dụ như mình mặc bộ y đẹp thì mình cảm thấy thích thú, cảm thấy thoải mái. Ăn bữa ăn ngon thì cảm thấy thích thú, thoải mái. Mình ở chỗ ở mình tương đối tiện nghi thì thích thú, thoải mái. Và cái sự thọ dụng các cái nhu yếu đó nó sẽ dẫn đến thọ. Và những cái cảm thọ lạc hay là bất lạc hay là bất khổ bất lạc, nó có thể dẫn đến một cái trạng thái đó là mình tu tập có tiến bộ hay là tu tập không tiến bộ. Ví dụ như là một vị tỳ kheo thay vì sống ở chỗ am thất tiện nghi thì chọn sống ở trong hang đá. Thì trong hang đá nó có nhiều thứ nó không có tiện nghi, nó không có tiện nghi cho đời sống của người tu tập. Thì cái không tiện nghi nó có thể tạo nên cảm thọ khổ, tức là trời nóng quá, trời lạnh quá, chỗ ở chật quá, thiếu tiện nghi quá. Nhưng mà cái khổ đó, cái khổ của người tu tập, cái khổ đó của người hành trì phạm hạnh khác với cái khổ của một người thế tục. Vì vậy, đối với người tu thì cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc đều phải được nhận thức là đối với mỗi cảm thọ nó có cái hệ lụy riêng, nó có một cái sự thăng hoa riêng. Nó có thể là một cái gì níu chân mình lại và có thể là cái gì tác động mình đi tới. Chúng tôi có nghe một vài vị thiền sư giảng giải rằng có nhiều người nghĩ là mình sống ở trong một cái âm thức nghèo nàn thì nó là cái cản trở cho sự tu tập. Nhưng mà cũng có những vị khác, khi mà sống trong những âm thức chẳng gì thì xem đó là một cái hạnh tu, xem đó là một cái cơ duyên để tạo nên cái sự kham nhẫn, để tạo nên cái sự cố gắng. Thì như vậy ở trong những âm thức giản dị như vậy đó, nó cũng là một cái tác động cho sự tu tập. Thật ra ở đoạn đầu Đức Phật Ngài dạy rằng cái thọ dụng những cái nhu yếu như là y phục, thực phẩm, chỗ ở, thuốc trị bệnh, bốn cái nhu yếu đó nó có thể tạo ra cái cảm thọ. Và cảm thọ có ba thứ là thọ lạc, thọ khổ, không khổ, thọ bất khổ bất lạc. Thì cả ba thứ cảm thọ này đều có cái tác động riêng của mình, là mình phải để ý. Thưa quý vị, và sau đó thì Đức Phật Ngài dạy về bảy hạng đệ tử. Thì trong cái bảy hạng đệ tử này có một vài điểm mà chúng tôi xin được nói trước, đó là thường thường á, nói từ thấp lên cao. Ở đây trong bảy hạng đệ tử này Đức Phật Ngài nói từ cao xuống thấp, bởi vì cái phần thấp nhất nó lại liên hệ đến đề tài mà Ngài đang nói. Và một điểm khác nữa là nếu quý vị học ở trong kinh điển Phật học đó, trừ là Chư Tăng là những vị pháp sư, những vị giảng sư hay là những vị mà có nghiên cứu nhiều, ít có người biết về bảy cái bậc hạng đệ tử này của Đức Phật, tức là bậc câu phần giải thoát, bậc tự giải thoát, bậc như là bậc kiến trí, hay là bậc tùy pháp hành, tùy tỉnh hành, bậc tính giải thoát, vân vân. Và ít có người mà hiểu rõ và hay là nhớ về những vị đệ tử này. Và hôm nay là một cái dịp để chúng ta học. Đây là một bài kinh mà định nghĩa rất là rõ về bảy hạng đệ tử này. Và sau khi Đức Phật Ngài dạy về bảy hạng đệ tử đó, thì Đức Phật Ngài nói lên cái vai trò của tuệ giác, cái nguyên nhân để thành tựu tuệ giác, và cái tấm gương của bậc đạo sư. Rồi cuối cùng Ngài giảng về tứ cú ở trong cái cách giảng Phật Pháp. Chuyện đó chúng ta sẽ nói ở phần cuối, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại nói về bảy hạng đệ tử Phật.
Thì khi đề khẩu đến bể hàng đệ tử này cần một chút những cái quan điểm của chúng ta liên hệ đến đời sống hàng ngày để sẽ hiểu là bảy cái hạng đệ tử Phật đó khác nhau như thế nào. Hai hạng đệ tử đầu tiên đó là một vị câu phần giải thoát và một vị tuệ giải thoát. Câu phần giải thoát tức là một vị vừa có thiền chứng mà vừa có tuệ giác. Thiền chứng ở đây tức là trình độ về tâm thuật rất là cao, và tuệ giải thoát ở đây tức là tuệ giác được thắp sáng. Thì khi mà có các thiền chứng gọi là tâm giải thoát thì các vị tu tập về định lực, định chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô tri biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng và diệt thọ chứng định. Các vị mà chứng về tuệ giải thoát thì chỉ có tuệ giác đoạn tận phiền não mà không có các thiền chứng đó. Câu phần nghĩa là hai, và câu phần là hai phần giải thoát là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tới đây chúng tôi tạm thí dụ như là ở trong đời sống của chúng ta nói về sự thành công đó. Thì nó có hai phần. Một phần đó là tiền bạc, một phần đó là về sự nghiệp mà có thực chất là tri thức. Ví dụ như là một ca sĩ thì được nổi tiếng thành danh về giọng hát của mình. Một tác giả thì biết nhiều mà đọc sách. Thì cái sự thành tựu về sự nghiệp nó nói lên cái tài năng trí tuệ. Nhưng mà bên cạnh tài năng trí tuệ đó thì nó có một thứ khác, đó là có một sự thành công về mặt tài chính và tiền bạc. Chúng ta nghe Nguyễn Vĩ, một nhà văn, có làm một câu thơ gọi là nhà văn ăn nam khổ như chó. Tức là ông than rằng nhà văn người Việt Nam mình, chúng ta đó thời kỳ của tự lực văn đoàn, thời kỳ của thiền chiến, có nhiều khi thành danh là tác giả nổi tiếng với nhiều mặt rồi, nhưng mà đời sống hàng ngày thì tương đối là lam lũ, thiếu thốn và thiếu về tiền bạc. Nếu một người mà thành danh, tức là có những thành tựu trong văn học, trong nghệ thuật, nhưng mà đồng thời người đó có tiền bạc nữa, thì kể như cả hai phương diện đều đạt được hết. Cũng có những người là họ viết những cái tập sách, ra một tập thơ, hay là viết nhiều nhạc phẩm để đời, nhưng mà bản thân thì rất là nghèo. Chúng ta nói đến danh họa như là Van Gogh, mà chút sinh thời thì rất là nghèo khổ, chết đi rồi bắt đầu thì mới những cái họa phẩm của mình mới bán với giá cao ngất ngưỡng. Hay là nhạc sĩ thiên tài âm nhạc Mozart, lúc còn sống thì rất là nghèo, mà lúc chết đi rồi thì những cái sáng tác của mình lại đi vào trong lịch sử của âm nhạc nghệ thuật. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Một cái người mà tu tập á, thì họ có hai sự thành tựu. Thành tựu thứ nhất là về phương diện tâm giải thoát, hay là nội lực, tức là có thiền định, thiền chứng. Thì chúng tôi lấy ví dụ như một người sống mà có tiền, một cái vị mà thành tựu tuệ giải thoát á, thì người đó giống như là một người mà
thành danh nhờ những cái tác phẩm rất là xuất sắc, những tác phẩm rất là đáng kể trong đời sống. Nhưng mà không phải vị nào mà thành danh thì vị đó cũng có tiền hết. Ở Mỹ thì đa phần là những người thành danh thì có tiền. Bây giờ chúng ta nói bây giờ chứ ngày xưa đó, thưa quý vị, thì có nhiều khi mình sách bán chạy nhà sứ quán ăn hết. Nhà văn nhà thơ vẫn nghèo, nhạc sĩ cũng nghèo. Ở các xã hội Tây Phương là do những cái thay đổi về luật pháp, thật ra những người nổi tiếng thường làm ra tiền. Ở Việt Nam chúng ta thì cái chuyện mà là những người nổi tiếng mà không có tiền sống nghèo mặt dẹp thì nhiều lắm, rất là nhiều. Có những người mà họ có mấy mươi quyển sách rất là nổi tiếng như là Bùi Giáng chẳng hạn, nhưng mà rồi bản thân lại có nhiều khi ăn bánh mì uống nước bông tên, chẳng không có được cái đời sống mà tương đối là vững chãi về tiền bạc và vật chất. Chỉ đây chúng ta nhớ rằng tuệ giải thoát tức là cái khả năng nhận thức, nhận dân các pháp. Và cái tuệ giải thoát không nhất thiết đi qua con đường của thiền định. Thiền định như là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hai cách nhau. Mà được cả hai thứ luôn, vừa tâm giải thoát, tuệ giải thoát, gọi là câu phần giải thoát. Bị câu phần giải thoát. Và nếu mà không được hai thứ mà chỉ được một thứ thôi là cái tuệ giác, để mà thấy rõ cái bản chất vô thường khổ đạo của cuộc sống, thì cái đó gọi là tuệ giải thoát. Câu phần là hai, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là chỉ cho các thiền chứng, và tuệ giải thoát ở đây tức là sự giác ngộ. Rồi bây giờ đó là hai vị đầu tiên, là hai vị đã thành tựu cứu cánh. Bây giờ chúng ta nói đến ba cái bậc kế tiếp, là ba bậc thánh hữu học, từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán đạo. Tức là vị này còn tu tập, còn đi tới, thì những vị này á là chia ra thành ba loại khác nhau, là thân chứng, kiến đắc và tính giải thoát. Thân chứng ở đây tức là dựa trên cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta nói cách khác là có những vị tu tập mà cái hiểu biết, cái sự tiến bộ, nó là một sự thu lượm được từ cái kinh nghiệm bản thân. Và cái vị kiến đắc là cái vị mà dựa trên cái kiến văn, sự học hỏi về giáo pháp. Và vị tính giải thoát là vị dựa trên cái niềm tin của mình, thấy người khác làm có kết quả thì mình tin tưởng. Và ở đây là niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Ba vị này đó, chúng ta phải nói một lần để chúng ta có thể hiểu được, là ở tại Mỹ đó, nếu mà người ta đi làm thì xã hội Mỹ khác với xã hội Âu Châu. Ở một điểm là người Âu Châu thì họ trả lương theo bằng cấp, còn Mỹ họ trả lương theo kinh nghiệm. Mình mới ra trường, mình đi nộp đơn, nộp cái resume đó, thì họ coi rằng mình tốt nghiệp bằng cấp nào, ở trường nào. Nhưng mà sau vài năm làm việc thì cái resume của mình họ coi thử khơi, mình đã làm chức vụ gì và có làm tốt không, vai trò này hay không. Ví dụ như chúng ta nghe là đôi khi một công ty lớn họ thuê một cái người mà đã từng điều khiển, từng làm giám đốc một công ty khác, về với cái giá rất là cao, và có thể là mua stock option lương tới 10 triệu, 20 triệu mỗi năm. Nhưng mà người đó đã có từng thời chứng minh được là khi mà mình làm cho một công ty nào khác thì mình đã khiến cho công ty được thịnh vượng. Thì vì vậy đó, người ta lấy cái kinh nghiệm. Thì chúng ta nói kinh nghiệm và bằng cấp để được thí dụ cho kinh nghiệm giống như là vị thân chứng, và bằng cấp nói trên kiến đắc. Và cái vị thân chứng thì vị này phải học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân mình.
Cái kinh nghiệm đó nó khiến cho vị này là phong phú cái sở đắc của mình bằng sự trải nghiệm, trong khi được vị chứng đắc thì đạt đến là do cái hiểu biết sâu sắc về giáo pháp, tức là dựa trên tuệ. Thanh tịnh thì ba vị này là ba cái khuynh hướng mà chúng ta được nghe, là vì thân chứng thì các vị dựa trên sự tinh tấn tu tập áp dụng bản thân của mình, cái vị kiến đắc là dựa trên trí tuệ, và vì tính giải thoát thì dựa trên niềm tin. Cái này nó là cái mạnh của mình, cái thế mạnh, và cả ba vị này đều có ba cái thế mạnh hết, tương đối là có những người đi vào cuộc đời có những cái thành công là do họ chịu khó. Thí dụ người ta nói rằng đại phú do thiên, tiểu phú do cần, tích tiểu thành đa. Bản thân của họ đó, họ tin vào sức mạnh của đôi tay, họ tin vào sức mạnh của sự cần mẫn. Và trong trường hợp của vị thân chứng này là tin vào sức mạnh của sự trải nghiệm. Vị này không có thích dài dòng lý thuyết mà bắt tay vào việc. Và từ cái chuyện bắt tay vào việc, mình học ở đó, mình trưởng thành ở đó, mình có những bước tiến thành tựu nhờ đó. Còn cái vị kiến đắc, những vị này thì dựa trên cái trí tuệ nhiều. Trí tuệ đây đòi hỏi cái kiến thức. Giống như chúng tôi nói là cũng thời đi vào đời để mà xây dựng sự nghiệp, có những người xây dựng sự nghiệp bằng cái sự kinh nghiệm của mình, có những người khác xây dựng sự nghiệp bằng cái bằng cấp, bằng cái học lực của mình. Dạ, bằng cấp cao thì những vị này được đào tạo tốt, giống như nước Mỹ họ đang có sự tranh luận cái là những người mà làm việc trong cái nội các mới của ông Biden thì đa số là những vị xuất thân từ những trường gọi là trường danh tiếng. Ở Mỹ thì còn cái nhóm ở bên miền Đông có 8 cái trường đại học danh tiếng như là Harvard chẳng hạn, những cô trường mà nổi tiếng mà xuất thân như vậy đó, thì sự thành công dựa trên bằng cấp. Còn cũng có những người họ không dựa bằng cấp mà họ dựa trên cái sự trải nghiệm thành ra. Chúng ta nói rõ sự khác biệt giữa thân chứng và kiến đắc. Rồi cũng có cái người mà thành tựu là do đức tin. Đức tin ở đây đó, tức là mình có cái niềm tin mạnh mẽ ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Đôi khi không phải là mình có thể làm được, đôi khi không phải là mình có thể hiểu được, nhưng mà do niềm tin mạnh mẽ thì mình sẽ vượt qua dòng sông để đến bến bờ bên kia. Đức tin là một sức mạnh. Đức tin đó nó biểu lộ qua cái nhận thức, không phải là vô căn cứ. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ chúng tôi có gặp một vị cư sĩ, bởi vì đó sau một đời đi chùa tu tập, thì trước khi vị đó mất thì vị này biết rõ mình sắp mất và chuẩn bị cái chết của mình một cách thanh thản. Và vị đó đã ra đi bằng một sự ung dung đối diện với cái chết. Khi mà chúng ta thấy một người cư sĩ mà do họ có tu, mà họ
cái phong thái điềm tĩnh như vậy đối diện cái chết, thì tự nhiên mình có cái đức tin rất là mạnh mẽ đối với giáo pháp. Và nếu cái đức tin đó nó trở thành một điểm tựa, nó trở thành một sức bật để mình đi tới, thì như vậy cái đó là mình gọi là tính giải thoát. Ngày nay cái sơ đáng này lấy một cái ví dụ mà chúng quý vị có nghe ở trong bài học về thắng pháp mấy tuần trước là giống một người bị đi đến một cái dòng suối nước chảy cuồn cuộn, thì không biết là mình có khả năng để băng qua dòng suối đó hay không, nhưng mà thấy người khác có người nào đó băng qua được và nước nó cao lắm, mà chỉ tới cổ thôi hay tới ngực thôi, thì vì đó có một cái niềm tin mạnh mẽ rồi, người ta đi được thì mình đi được, người ta đi người ta không bị chết đuối thì mình băng ngang nó không bị chết đuối, như nó mạnh mẽ băng ngang dòng suối. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của kinh điển, hình ảnh của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật cho chúng ta niềm tin. Và trong đời chúng ta may mắn gặp được những người mà những người này có được những thành tựu về mặt tinh thần, mà chúng ta thấy rằng người đã chết một cách thanh thản, sống một cách an lạc, mình có niềm tin trong thực hành giáo pháp, thì cái đó là một cái niềm tin đó, chúng ta gọi là cái confidence để dẫn dắt chúng ta đi tới một cách mạnh mẽ. Thì ba cái vị mà gọi là thân chứng, kiến trí là danh từ mà ngày xưa chúng tôi học, bây giờ ở đây dịch là kiến đáo. Kiến đáo là từ một cái từ dịch theo Phật Quang Đại Từ Điển. Chí và đạo đều là đạt đến, rồi chúng ta xài cái đọc được kiến trí hay kiến đáo cũng, và bị tính giải thoát. Thì cái bị thân chứng là bị đó có khuynh hướng nặng về tinh tấn, dựa trên sự trải nghiệm của bản thân. Vì kiến đáo là dựa trên trí tuệ, ở đây đó là do cái tri kiến về Phật pháp. Và bị mà tính giải thoát là bị đi tới là do cái niềm tin. Chúng ta thấy như ở trong đời sống hàng ngày có những vị tu tập mà cái chuyện lễ lại bái sám thường xuyên, vị này có cái đức tin rất là bền, rất là chặt đối với tam bảo, thì cái đó chúng ta gọi là tính giải thoát. Nhưng mà ở đây là sự tinh tấn đó, trí tuệ đó và niềm tin đó nó phải có sự thành tựu thì mới gọi là thân chứng, mới gọi là kiến trí, mới gọi là tính giải thoát. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là hai cái vị đệ tử đầu tiên là câu phần giải thoát và tự giải thoát là những bậc thánh đã đoạn tận lậu hoặc. Ba cái vị mà chúng tôi vừa đề cập đó, thánh hữu học, đó là thân chứng, kiến trí và tính giải thoát, là thánh hữu học. Hai vị tiếp theo là vị thứ sáu và thứ bảy đó, đó là những vị phàm phu đang bước vào cái ngưỡng cửa để trở thành bậc thánh sơ quả. Và hai vị sau này đó gọi là tùy pháp hành và tùy tính hành. Một lần nữa thì tùy pháp hành và tùy tính hành ở đây đó là vị tu tập mà y cứ vào cái pháp mà được tìm thấy ở kinh nghiệm bản thân của mình. Thí dụ như là mình tu tập, mình hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, mình hiểu được lý tứ đế dựa lên trên cái sự tu tập bản thân, chúng ta gọi là tùy pháp hành. Và cái vị tùy tính hành đó lại là vị mà bước vào cái ngưỡng cửa tu bằng một sự phát khởi tâm khoan hỷ quy ngưỡng ở Phật pháp tăng, luôn luôn tâm niệm về hình ảnh của Đức Phật bậc đạo sư,
luôn luôn tìm thấy những giá trị cao quý của Pháp và luôn luôn hiểu được cái giá trị của sống ở trong chúng ta như thế nào. Thì cái vị tùy tính hành đó là cái vị nghiêng về những giá trị mang tính cách truyền thống, mang tính cách là nhật hành, tức là đem thực hành ở trong đời sống hàng ngày. Trong khi cái vị mà tùy pháp hành đó, lại là cái vị mà nghiêng về sự tập bản thân. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử mà về ở tại các quốc gia Phật giáo thì có hai cái hướng tu. Một cái hướng tu có thành cách là đi theo cái khuôn mẫu truyền thống, cái đó là tùy tính hành. Một cái hướng tu tức là bằng cái kinh nghiệm bản thân của mình, tùy pháp hành, như các vị hành đậu đà sống trong rừng, các vị sơn tăng hay các vị lâm tăng chẳng hạn. Điều này nó giống như quý Phật tử mà qua bên Mỹ nếu quý vị ở Mỹ lâu, quý vị thấy có cái hiện tượng là người Campuchia đó, thì họ làm những tiệm donut rất là nhiều. Người Ấn Độ và Pakistan thì họ làm cây xăng hay làm hotel nhiều. Còn Việt Nam á, thì làm cái nghề tiệm nail nhiều. Mới nghe thì ví dụ như là người Việt Nam nó hợp với nghề nail, người Campuchia hợp với nghề donut, người Pakistan và Ấn Độ hợp với cây xăng, hợp với khách sạn chẳng hạn. Nhưng mà kỳ thực thì nó có một cái, nó có hai cách để người ta làm ăn. Một cách là đột phá, đi tìm về những chân trời mới. Cũng có nhiều người thành công như vậy. Cái gì thiên hạ không làm, mình làm mà, thì cái đó làm cho mình có nhiều cảm hứng và mình thành công. Nhưng mà cũng có những người khác á, họ không muốn làm cái chuyện mà thiên hạ không làm, mà họ muốn là đi theo cái dòng gọi là chủ lưu hay là mainstream. Mainstream là người ta làm nail thành công đó, nhiều người là thí dụ đó, thì bây giờ mình cũng mở tiệm nail. Ban đầu thì không thành công, nhưng học của người ta từ từ sẽ thành công. Cái vị mà tùy tính hành có cái tính cách là đi theo cái khuôn mẫu truyền thống với cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Còn cái vị mà tùy pháp hành là vị có khuynh hướng là tự tìm ra cái hướng đi của mình mà không có rập khuôn, không có mô phỏng và không đặt nặng về vấn đề truyền thống. Khi nào mình sống gần với những vị tu hành nhiều á, thì mình thấy điều đó. Ví dụ có những người mà vào chùa tu tập á, thì làm sao mình làm giống như người ta trước chứ? Để ý coi tụng kinh thế nào, ta lại Phật như thế nào, ta ngồi thiền thế nào, hoặc ăn thế nào, thì mình ráng mình làm cho giống. Thì mình tin rằng đó là giáo pháp, đó là truyền thống, cái gọi là vị tùy tính hành. Còn có những vị vào chùa tu thấy rằng ở xung quanh nhiều người cũng cạo đầu, người cũng mặc y, nhưng mà sau cái số thành tựu thể quá, bây giờ mình phải tìm ra con đường là làm sao mình áp dụng. Thì vị này thường không giống ai hết, nhưng mà lại là một vị trân trọng được những cái khám phá, tìm tòi và cái thực nghiệm của bản thân mình. Thế vì mà tùy pháp hành đó là dựa trên thực nghiệm, về tùy tính hành đó, thì dựa trên những giá trị cố hữu của truyền thống và niềm tin rất là mạnh.
thì dù cả hai tùy tính hành hay tùy pháp hành đó đều có sự thực hành hết, đều có cái gọi là cái lực đẩy đi tới. Và khi Đức Phật ngày nêu trường hợp này thì trong đó hàm ý cho thấy rằng hai vị tỳ kheo mà được đề cập ở đây, tức A-sa-chí và một vị tỳ kheo bạn ấy, là không có cả hai cái tố chất của tùy pháp hành và tùy tính hành, không có. Tại vì sao vậy? Nếu mà một người mà vào học đạo thì như chúng tôi nói rằng họ có hai con đường mà thôi. Một là người đó có trí tuệ, mình quan sát thấy người ta làm cái gì đó, mình học theo, mình làm cái xuất sắc, thì người đó có cái căn tuệ, nhưng có cái tuệ căn tương đối khá. Nhưng mà cũng có người vào chùa tu hay làm một công việc gì đó mà họ tiến bộ là do sự tôn sư trọng đạo. Và tôn sư trọng đạo ở đây tức là thấy ông thầy tốt quá, mình đặt niềm tin ở ông thầy. Thấy cái đạo hay quá, mình đặt niềm tin ở đạo. Và cái sự tôn sư trọng đạo đó làm cho người này được đi tới. Mà cả hai điều này đó đều không có ở hai cái vị tỳ kheo mà chúng ta đề cập ở trên. Hai vị tỳ kheo mà Đức Phật ngày dạy là không ăn phi thời thì nó khỏe. Vì thầy nói rằng bây giờ mình ăn phi thời vẫn khỏe, tại sao mắc mớ gì mình phải làm theo Đức Phật? Đó là tỳ kheo A-sa-chí và Puṇḍarīpaṣaka. Thì thưa quý vị, ở đây là cái thái độ của hai vị tỳ kheo đó, A-sa-chí và Puṇḍarīpaṣaka, đã có sự chống chế, có sự bất tuân, có một sự việc là một thái độ là bất kính ở Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật kể giải rằng tất cả mọi người mà có sự tiến bộ về mặt tâm linh thì trong bảy hạng người đó, ở thấp nhất là tùy tính hành, tùy pháp hành đó. Một là bắt tay vào thực hành thì mà hai vị này không phải là bị tùy pháp hành. Mà thứ nữa đó là do cái lòng tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng thì vị này lại không có niềm tin đó. Không có niềm tin cho Phật Đạo Sư, không có tùy tính hành, không thì tùy pháp hành thì lấy đâu mà tiến lên được. Mà khi Đức Phật dạy về bảy hạng người này thì ngài cho thấy rằng cái thái độ của A-sa-chí và Puṇḍarīpaṣaka đó là hoàn toàn không có một cái sự bắt đầu đủ tốt, đủ hứa hẹn để vị này có cái tiến bộ đi tới. Và do vậy đó là một cách khiển trách của Đức Phật đối với hai vị tỳ kheo đó, không có sự trưởng thành, không có sự lớn mạnh ở trong giáo pháp của Phật. Và thưa quý vị, khi sau khi Đức Phật ngài dạy về bảy hạng người đó thì Đức Phật đề cập đến một sự việc khác đó, đó là trí tuệ là vô quân tập chứ không phải trí tuệ là trên trời rất xuống. Điều này rất là dễ hiểu là có những người sống ở đời, họ hay sống cầu may, họ mong được tiên làm giàu, tự nhiên may mắn. Nhưng mà có những người thực tế họ hiểu rằng đồng tiền không phải từ đó đến, có khi nó cũng đến nhưng mà trường hợp nó hiếm lắm. Trường hợp cũng gọi là ôm cây đợi thỏ đó. Mà đa phần là do họ bắt tay và họ làm việc thì họ mới tạo ra đồng tiền. Thì cũng tương tự như vậy, ở trong giới tu hành đó, có những người mà có quan niệm rằng ồ cái trí tuệ mình tu lâu ác hẳn thành sư cụ, tu lâu tự nhiên nó phát huệ. Không phải, Đức Phật dạy rằng
cái trí tuệ mà gọi là tuệ giác nó không đến do sự hên xui đâu. Không phải tự nhiên là mình nghe câu đó gì đó mình sáng ra, mình giải được cái công án, mình đắc đạo chứng quả. Và Đức Phật dạy trí tuệ do sự quân tập, do sự tu tập. Và phải hiểu điều này là nếu mà mình mặc chiếc y, nếu mình vào trong chùa mà bảo rằng mình đã ngồi lên chiếc bè, chiếc thuyền bát nhã của nhà sẽ đưa chúng ta đến bờ giải thoát, không có chuyện đó. Và chính bản thân phải săn tay áo lên, bắt tay vào việc, phải hành trì, phải tu học thì mới đạt được cái tri kiến đó. Thật ra Đức Phật dạy trong đoạn này là trí tuệ nó thành tựu qua nhiều giai đoạn. Và Ngài cũng dạy rằng một cái người đệ tử tu tập đó, rất là cần lấy bậc đạo sư làm gương. Về điều này thưa quý vị, chúng ta thấy rằng trong sự giáo dục bản thân đó, thì chúng ta hay nhìn những người khác làm thí dụ. Hồi chúng tôi còn nhỏ đấy, chúng tôi nhớ rằng cứ đọc quyển sách người ta khuyến khích là một người mà muốn đời sống tinh thần mình được sung mãn, mình nên đọc những quyển sách về gương danh nhân. Tại cuộc đời của những danh nhân có thể cho mình những thí dụ rất là tốt, rất tốt. Thì ở đây trong trường hợp này Đức Phật Ngài khuyên là Đức Phật Ngài không nói về lý thuyết, mà bản thân của Ngài, đời sống của Ngài là một tấm gương mà chi tỳ kheo có thể học từ đó để trưởng thành, để lớn mạnh. Thì chúng ta rất là may mắn là có hình ảnh như Đức Phật. Và thưa quý vị, ở trong đoạn sau cùng của bài kinh ngày hôm nay, khi mà Đức Phật nói về Đức Phật là một tấm gương, thì Đức Phật lại đưa ra bốn trường hợp đó nó dựa lên trên hai cái pháp mà chúng tôi vừa đề cập là tùy pháp hành và tùy tính hành. Một vị mà sống tùy pháp hành đó, và tùy tính hành, nếu họ được cái sự hỗ trợ bằng cái niềm tin ở Đức Phật, thí dụ từ bỏ vật chất, người sống một cuộc đời giản dị với một cuộc sống rất là sung mãn về nội tại đó, thì cái hình ảnh đó nó giúp cho vị này rất là nhiều. Và một vị tu tập mà nếu tận dụng được cái hình ảnh của Đức Phật sẽ là một sức bật, sẽ là một cái điểm tựa để chúng ta đẩy mạnh cái sự đi tới của mình. Ở đầu bài kinh đó, chúng ta thấy cái thái độ của hai vị tỳ kheo Asachi và Buddhapasuka đã chẳng những không lấy Đức Phật làm gương, mà còn có sự chống chế bằng nói rằng ồ, tại sao Đức Phật dạy như vậy, Ngài dạy vậy mình sẽ khỏe, sẽ được nhẹ nhàng, bây giờ mình cũng cảm thấy khỏe nhẹ nhàng, mắc mới gì phải tu thôi, như Đức Phật Ngài dạy. Đó là thiếu cái sự lắng nghe, thiếu niềm tin bậc đạo sư. Vì vậy điều mà Đức Phật dạy ở đoạn cuối là cái niềm tin của bậc đạo sư có thể khiến chúng ta bước được vào ngưỡng cửa của giáo pháp. Niềm tin bậc đạo sư khiến chúng ta có thể đi tới. Niềm tin ở bậc đạo sư khiến cho chúng ta, và niềm tin bậc đạo sư dẫn đến cái cứu cánh, hoặc giả là chứng
tam quả, tức là sự thành tựu viên mãn về định, hoặc chứng a la hán là viên mãn về tuệ. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày điều này là bộ bài pháp điều khuyết cho đại đức Pháp Tính. Và trong bài học này thì điều mà chúng ta nên lưu ý là bảy cái bậc thánh, không phải xin không phải bậc thánh, bảy hàng đệ tử mà Đức Phật đề cập. Hai vị đầu là những vị, hai vị hoàn toàn giải thoát, tức là Câu Phần giải thoát và Tuệ giải thoát. Ba vị tế là ba vị thánh hữu học, là bậc thân chứng kiến trí tính giải thoát. Và hai bậc sau là hai bậc phàm phu đã hướng cầu quả vị giải thoát tùy pháp hành và tùy tính hành. Bảy hạng đệ tử Phật này đều cho chúng ta những tấm gương sáng, và trên đó nữa là tấm gương của Đức Phật. Và Đức Phật cũng nhắc rằng trí tuệ hay tuệ giác đã đến là do sự huân tập, chứ phải là hên xui trên trời rớt xuống đất chui lên không có. Và bằng một thái độ tu tập tích cực thì chúng ta sẽ thành tựu được tuệ giác. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ quý vị hoan hỷ chờ chúng tôi một chút. Không biết là Thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy không? Hôm nay nghe ở chùa Thượng tọa lại có. Hôm nay chùa Thượng tọa có lễ, Thượng tọa mệt rồi. Chúng tôi không thấy được có vị nào ở trong room. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông xuống hãy sư giúp nói cho vài lời rồi. Để chúng ta soạn các câu thảo luận, xin được sẵn sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ, xin được học nói lại vài lời về bài học hôm nay. Kính thưa sư phụ, cái bài học hôm nay là con thấy rất là hay ho, rất là tuyệt vời. Là vì Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta có bảy cái cách hay là bảy cái loại người mà đi theo giáo pháp mà Đức Phật đã tán thán trong ngày. Thứ nhất là cái câu phần giải thoát về tùy tính hành. Ở đây thì Đức Phật có giảng dạy rằng theo con thì con thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mỗi việc sự việc mà chúng ta hành trì đó là chúng ta hành bằng cái thân hành của chúng ta và cái khẩu hành của chúng ta và ý hành của chúng ta, thì tất cả mọi cái sự việc đó nó phải là từng cái vô tham vô sân vô si thì là chúng ta mới đi đúng hướng. Thì khi mà chúng ta là đã thành tựu cái thân của chúng ta là không trộm cắp tà dâm, hay là làm những cái điều gì mà có thể là sân tầm hại tầm đối với tất cả với chúng sanh toàn vẹn, rồi cái khẩu hành của chúng ta là lời nói phải là đúng thời đúng lúc và phải nói với cái lòng khiêm cung. Vì vậy cho nên là người ta nghe, người ta sẽ không có phản đối, là tại vì chúng ta không có hùng hổ hay là sổ sàng, hay là nói những cái lời mà chia rẽ hay là có hại cho người khác. Vì vậy cho nên nếu mà thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta là từ những cái là tam giải thoát môn, là vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta là đi đúng con đường mà Đức Phật đã giảng dạy. Là bởi vì chính cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta là khiến cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ cũng từ thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta mà thôi. Vì vậy cho nên người mà biết thủ hộ cái căn mà Đức Phật đã giảng giải là chúng ta như là một vị tướng giữ thành, mà trong cái thành đó thì có cái sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Để mà khi mà chúng ta được thành công như vậy, tức là
mình thủ hộ cái căn của chúng ta là những điều mà bất thì không cho sanh khởi, mà thiện pháp thì phải sanh khởi. Thì đó là những điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Thiện pháp sanh khởi là bố thí, trì giới, cúng dường, phục vụ. Còn cái ác bất thiện pháp là nói láo, nói chia rẽ, hay là thân làm những cái hành động như là trộm cắp, tà dâm, cướp đoạt. Thì tất cả những cái hành động mà bất thiện pháp như vậy là phải trừ khử đi. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý như vậy thì chúng ta đã đi đúng hướng. Và muốn được đi đúng hướng thì người hành giả đó phải luôn luôn ở trong cái tình trạng mà ta gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mà muốn có chánh niệm tỉnh giác thì không có phải là tự nhiên chúng ta có, mà cái chánh niệm tỉnh giác đó là do cái sự thành tựu của thiền định, cái samatha, để đạt được cái samathi là cái định. Mà khi mà chúng ta hành samatha để đạt được cái samathi đó là cái định đó, thì trong tâm của chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật pháp. Và nhờ trong tâm của chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật pháp thì đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cái người mà có chánh niệm tỉnh giác thì không thể nào mà ra phạm giới, là bởi vì khi vừa trung tâm của chúng ta nhớ đến giáo pháp của Thế Tôn thì chúng ta nghĩ đến giáo pháp. Hễ mới nói giáo pháp là chân lý, mà chân lý là thiện chứ không phải là ác. Mặc dầu chân lý nó bao gồm cả thiện và ác, nhưng mà cái người hành trì đó thì hành thiện mà lãnh ác thì mới gọi là chân lý. Vì vậy cho nên con thì con nghĩ rằng một người mà hàng ngày buổi sáng và buổi tối hành samatha, tức là hành thiền định, thì vì khi hành thiền định ở một cái thời gian lâu thì cái định đó nó ở luôn với chúng ta. Và khi mà cái định ở luôn chúng ta là trong tâm của chúng ta chỉ nghĩ đến giáo pháp. Và khi trong tâm của chúng ta đều nghĩ đến giáo pháp thì cái mới gọi là phóng dật, cái mới gọi là quên lẫn giáo pháp thì nó không có xảy đến với một người mà hàng ngày đều có thiền định. Vì vậy cho nên cái mà gọi là chánh niệm tỉnh giác là cái điều quan trọng. Mà cái chánh niệm tỉnh giác là cái điều quan trọng đó là do nhờ chúng ta thường xuyên tu hành hàng ngày ít nhất là 2 lần, buổi sáng sớm thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, để chúng ta ngồi thiền. Thì vì vậy kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, nhờ cái hành thiền mà dễ dàng nhất cho chúng ta là buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ, thì do cái sự thường xuyên như vậy thì nó trở thành thói quen. Mà trong cái thói quen đó mà chúng ta làm hoài thì nó sẽ thành cái bản tính của chúng ta. Và cái bản tính của chúng ta thì chúng ta sẽ không bỏ, không quên. Và nhờ đó là chúng ta thường ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Và nhờ vậy thì chúng ta sẽ bớt đi sự lầm lỗi. Khi một người mà nhờ có cái nhớ nghĩ, nhớ tưởng đến giáo pháp, thì cái công năng tu hành của chúng ta hàng ngày hai lần mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì chúng ta luôn luôn sống trong giáo pháp. Và nhờ vậy thì chúng ta sẽ không có, hay là giảm bớt đi cái sự mà lỗi lầm phạm giới của chúng ta, mà ngược lại là chúng ta hành nhiều cái thiện pháp. Thì nhờ cái công năng đó, do cái nhân quả, cái quả báo của những người mà thường thường tu hành, tức là nhớ đến giáo pháp và tụng kinh, hay là chú tâm nghĩ tưởng đến giáo pháp, thì người hành giả đó sẽ có một cái cảm giác, cái cảm thọ được lạc thọ vì nhớ tưởng đến giáo pháp và hành trong giáo pháp. Một người mà biết hành trong giáo pháp thì người đó sẽ thấy rằng mình hoàn toàn tự do, mà tự do trong cái thiện pháp, tự do trong giáo pháp thì mình thấy rất là hạnh phúc. Kính thưa chư vị, khi mà chúng ta chưa hành trì, hay là chúng ta chưa có cúng dường, chưa có bố thí thì chúng ta không thấy cái hạnh phúc đó. Mà khi mà có cúng dường, có bố thí thì chúng ta sẽ có cái hạnh phúc của cái người cúng dường, hạnh phúc của người bố thí, hơn là mình được nhận từ cái người nào cho mình cái điều đó,
cái điều đó là phải tự mình thực hành thì mới có cái cảm giác đó. Bởi vì vậy cho nên chúng ta sẽ hiểu lý do nào mà nhiều vị Phật tử sẽ thấy họ cái thường xuyên cúng dường mà không có mỏi mệt. Bởi vì dường như nó có cái quả báo. Cái người mà có cúng dường, có bố thí thì cái quả báo sẽ đến với họ. Không phải là liền tức thời, nhưng mà lần lần thì nó trong cái sự vận hành của chân lý, nó khiến cho người hành giả đó có những cái may mắn. Cái may mắn đó do họ đã thường xuyên làm những cái thiện pháp, và nhờ vậy cái thiện báo sẽ đến với họ, và nhờ vậy họ sẽ mãi mãi cúng dường hay là cung dưỡng chư tăng, hay là đi thường xuyên đi đến chùa. Cái đó là một cái điều mà những người Phật tử trong room này có nghĩa là đã kinh qua, đã làm. Và nhờ đã làm như vậy cho nên họ dường như là say mê, sẽ cảm thấy hạnh phúc được có mặt trong room mỗi ngày 2 giờ. Và nhiều người không phải ở một room mà 2 room, 3 room. Thỉnh thoảng con đi room này, room nọ, con cũng thấy nhiều người có mặt ở room này và room của sư Trí Đức vân vân, và room của sư Kinh Malanda cái giảng về vi diệu pháp, mà sau này không biết là sao con tìm hoài không vô được cái room đó nữa, hay là room đó đã đóng cửa rồi mình không biết. Vì vậy cho nên những người mà đã thường xuyên vào room Buddha Thamma hay là room của ngài Trí Đức Phật Pháp Nam Truyền thì con thấy thời những cái nickname đó, những cái gương mặt đó ta thường xuyên vào trong room đó, thì trong lòng con có cái sự kính trọng những vị mà đã là gọi là Phật tử thuần thành. Và những người đó là những người đã ta gọi là trompe trong lô Buddhism, tức là được truy rèn trong giáo pháp của Phật. Và may mắn thay cho những người đó đã đạt được cái trình độ đó, là những người chỉ có hành thiện mà đã lánh ác, thì đời này kiếp này và mãi mãi về sau nó sẽ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta không có ngạc nhiên khi mà thấy có nhiều người từ nhỏ đến lớn họ chuyên môn hành thiện và họ hiền như là cục bột. Rồi còn ngược lại có những người mà tại sao lại sân si gây gổ với người khác, thì hai cái hình ảnh đó nó trái ngược như vậy. Thì chúng ta có thể thấy trên thế gian này, và chúng ta nhờ học Phật Pháp thì chúng ta biết là lý do vì đâu. Thì vì vậy cho nên là một cái hành động thiện hay một hành động ác mà nếu mà chúng ta thường xuyên làm thì nó sẽ trở thành thói quen. Và nhờ vậy may mắn thay cho chúng ta đã đến được room Phật Pháp và được truy rèn trong cái room này. Con thì vào room vào khoảng chừng 6-7 năm nay thôi. Rồi trước đó thì không biết, chỉ biết cái room Phật Pháp Nhiệm Màu. Rồi sau đó quen chiếc room của ngài Giới Đức, ngài Trí Đức chứ, ngài Trí Đức thì quen cái room Phật Pháp Nam Truyền. Rồi sau này khi con về Pháp Luân thì mới được biết room Phật Pháp Thamma này, và khoảng chừng 5-6 năm đây mà thôi. Vì vậy cho nên là một người như con thì lang bạc giang hồ từ room này tới room kia. Rồi sau cùng gần dạo này, vào khoảng 5-6 năm nay thì hàng ngày được vào room này. Đó là một cái điều may mắn. Khi mà chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc ở một cái room nào đó, thì khi mà chúng ta vắng đi thì chúng ta cảm thấy hơi luyến tiếc.
nãy giờ cũng 5-6 phút rồi, không thấy sư phụ đã đưa ra những câu hỏi, chắc là cũng chưa xong. Sống trong cái giáo pháp của Thế Tôn, hay là nói chung sống trong giáo pháp của chư Phật, thì chúng ta cảm thấy được là an toàn, được hạnh phúc. Vì có cái câu nói, và có câu nói là cái người nào hành pháp, người nào tôn trọng pháp, thì pháp nó sẽ bảo vệ người đó. Và vì vậy cho nên là những người nào mà được may mắn là có cái thói quen thường xuyên có mặt trong rung hàng ngày, thì con tin tưởng rằng cái vị đó sẽ quân tập được rất nhiều thiện pháp ở trong đời này, và cái hạnh phúc sẽ đến với vị đó ở trong cái tinh thần ở trong giáo pháp của chư Phật là hiền thiện, lánh ác. Thì khi mà chúng ta đã quen dần về công việc mà hành thiện, lắng nghe pháp hay tụng kinh, đọc kinh, đi chùa, thì điều đó là một cái điều hạnh phúc cho tất cả những vị Phật tử đã làm như vậy. Thì cuộc đời của mình sẽ lần lần không có gặp những cái điều xui xẻo, mà ngược lại gặp những điều may mắn là do cái kết quả của những thiện sự mà họ đã làm. Vì vậy cho nên là hạnh phúc thay cho những người mà đã sống trong giáo pháp. Mặc dầu mà chúng ta không có sống cùng thời với Đức Phật, nhưng mà hiện tại cái giáo pháp của Ngài vẫn còn ngự trị trong thế gian này ít nhất là 2.300-400 năm nữa. Vì giáo pháp của Ngài mới có 2.564 năm thôi, còn 2.400 năm nữa. Dạ, vậy dạ, nếu mà có cái câu trắc nghiệm rồi, xin sư phụ tuệ trí post lên để chúng ta thực hành. Vậy con xin trao mai thì sư phụ, để sư phụ giác đẳng cho câu thảo luận. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sao chú xin trân sư Nguyên Thông. Tiếp theo là câu trắc nghiệm, xin được thỉnh sư Nguyên Thông cho đáp án và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm. Câu trắc nghiệm số 1 là: sự thọ dụng các nhu yếu như là y phục, thực phẩm, trú xứ, dược phẩm có liên hệ gì tới sự tu tập? Theo trong bài kinh này, và bài kinh mà chúng ta vừa đọc đó, thì Đức Phật có đề cập đến các cảm thọ, và sự thọ dụng các nhu yếu có liên hệ các cảm thọ thế nào? Thì A, thọ dụng nhu yếu sanh ra các cảm thọ, tức là một vị tu hành thì nên hiểu rằng cái việc mà mặc y áo, ăn uống, chỗ ở và thuốc men đó, thì nó tạo ra các cảm thọ. Luôn luôn là vậy, chứ không thể nào mình thọ dụng nhu yếu không có cảm thọ. Gọi là thọ dụng cho có, thọ dụng thì không có, và luôn luôn tạo ra các cảm thọ. Hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ khổ, hoặc là bất khổ bất lạc. B là các cảm thọ có thể sinh ra phiền não nếu không khéo tu tập. Thọ lạc cũng sinh ra phiền não là tham. Thọ khổ cũng sinh ra phiền não là sân. Bất khổ bất lạc nó cũng sinh ra sự nhàm chán. Là si. Thì như vậy là ba cảm thọ, dù là khổ thọ lạc, thọ khổ hay bất khổ bất lạc, đều có khả năng sinh ra phiền não. C là nếu khéo tu tập thì cả ba lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ thọ đều tác động tốt cho sự tu tập. Giống như Đức Phật có đề cập là nó có hai cái thọ, là cái thọ cảm thọ của người thế tục
và cảm thọ của người tu tập. Thì cảm thọ người thế tục đó, thì là cảm thọ sinh ra phiền não. Cảm thọ người tu tập là đôi khi ngay cả cái khổ nó cũng là một cái tác động cho sự tu tập. Đây là cả ba cuộc trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và xin thỉnh Sư Minh Thông hoàn thiện cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ, có đáp án cho câu trắc nghiệm số 1. Hỏi rằng sự thọ dụng các nhu yếu như y phục, thực phẩm, trú xứ, dược phẩm có liên hệ gì đến tu tập cho bài kinh này? A. Thọ dụng nhu yếu sanh ra các cảm thọ. Dạ, kính thưa Sư Phụ, là đúng như vậy. Tại khi mà chúng ta thọ dụng nhu yếu thì nó sanh ra các cảm thọ. Thí dụ người mà ăn mặc mà không đủ đầy đủ thì sẽ sanh ra lạnh, còn người ăn mặc mà đầy đủ thì được cảm thọ là ấm áp. Mà nếu đều cái sự ăn mặc đầy đủ đó mà nếu mà ăn mặc đồ đạc mà tốt đẹp thì người đó cảm thấy là thoải mái, mà người mà ăn mặc mà không được tốt đẹp thì mình cảm thấy là mình như thế nào nó không được người ta nhìn. Cho nên cái sự thọ dụng về những cái nhu yếu thì sinh ra cả cảm thọ, nói về quần áo là như vậy. Còn nếu mà ăn uống thì nếu mà có tiền thì ăn ngon thì mình cảm thấy thích, còn nếu mà không có tiền thì mình ăn không có ngon. Thì cái người bình thường thì cảm thấy không thích, nhưng mà đối với những người có tu hành thì cái ăn ngon thì mình biết nó ngon, chứ mà mê thì người đó có lẽ là không có mê, chỉ biết thôi, chứ không có cái ý mà ham theo nữa. Mà người ăn mà bình thường thì họ nó nghĩ rằng ăn là để sống, để duy trì cái thân này, cho nên mà ngon hay không ngon thì không vấn đề nữa. Cho nên cái sự mà thọ dụng mà sanh ra cái cảm giác đó, đó thì nó tùy thuộc vào cái trình độ tu tập của người hành giả đó. Cho nên những cái điều mà mình nhìn thấy hay mình thọ dụng đó thì chỉ là đồ mình thọ dụng như vậy thôi. Còn cái cảm giác mà ngon hay không ngon thì biết chứ không phải không biết. Nhưng mà cái muốn nữa hay không muốn nữa thì cái người hành giả có tu hành họ không có ý muốn đó. Vì vậy cho nên là nếu mà cứ nói cái sự thọ dụng ở đây đó thì sanh ra cảm giác thì đúng rồi, nhưng mà nó sanh ra những có cái là tham để muốn nữa thì cái này thì tùy cái trình độ tu hành của người hành giả đó. Nếu mà họ do công việc mà làm việc đó họ ra sanh có nhiều tiền thì họ tự do xài, chứ còn mà nếu mà cái hoàn cảnh mà họ không có dư giả quá thì cái vấn đề đó thì người hành giả đó biết rằng thọ dụng thực phẩm là để bảo trì cái thân này để mà tu hành, chứ không phải mà để mà làm đẹp đẽ như là lực sĩ thế nào để khoe khoang là không có. Cho nên khi mà nói thọ dụng thực phẩm hay là quần áo hay là trú xứ thì cái điều này thì đối với các người tu hành thì họ rất là thoải mái, không có cảm giác hãnh diện, mà không có cảm giác là đem nó so sánh. Do vậy cái sự mà tu hành của những người Phật tử và tu sĩ trong room này thì con thấy rất là hữu ích. Là bởi vì khi mà chúng ta hiểu biết cái sự thọ dụng cái nhu yếu phẩm, tức là trú xứ, là thực phẩm và quần áo hay là thực, thì đó đều là những phương tiện để chúng ta tu hành, chứ không phải là cái phương tiện để chúng ta lè rẹt là tranh đua với nhau. Thì vì vậy cho nên cái câu A là thọ dụng nhu yếu sanh ra các cảm thọ là đúng như vậy. Còn câu B là các cảm thọ có thể sanh ra phiền não nếu không phép tu tập là quá đúng. Là các cảm thọ mà sanh ra phiền não, thí dụ như mình ăn mà không đủ ngon thì mình khổ sở đó, tại vì là mình ta gọi là vô minh. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu rằng ăn uống là để dưỡng cái thân này để mà tu hành, chứ không phải ăn uống để làm lực sĩ, cho nên các câu B là cảm thọ có thể sanh ra phiền não là tạm dừng vô minh, đó là do nó không khéo tu tập, quá là đúng. Còn câu C là nếu khéo tu tập thì các ba lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khả thọ đều là tác dụng tốt cho sự tu tập đó, thì rất đúng như vậy.
Nếu mà các câu sơ nói rằng nếu mà khéo tu tập đó, thì cả ba lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ đều là tác dụng đúng, tác dụng tốt cho người tu tập. Thì họ biết rằng nếu mà mình nói là khổ thọ là tại vì mình nghèo quá, mà nếu nghèo quá bây giờ mình ráng làm việc thêm thì có tiền mình ăn. Vì vậy cho nên trên thế gian này nó khổ hay sướng hay vui hay mình là đều là do cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm của chúng ta, nếu chúng tâm của chúng đã có tu tập thì giàu ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải biết là do cái hạnh phúc của chúng ta hay đau chúng ta là do cái hành động của chúng ta từ kiếp trước. Do đó nếu kiếp này chúng ta khổ thì phải tu tập và bố thí cúng dường đó, thì sẽ khéo, thì sẽ kiếp sau sẽ đỡ khổ hơn. Cho nên nếu không tu tập thì chúng ta sẽ khổ dài dài, còn nếu tu tập thì kiếp này có thể nói là vật chất chúng ta khổ nhưng mà chúng ta vẫn an vui. Và mình hành động theo, mình biết tại sao mình nghèo, tại sao mình khổ, thì mình sẽ kính lễ Tam Bảo, rồi cúng dường Tam Bảo. Thì ra thì do những cái hành động đó thì kiếp sau mình sẽ đỡ khổ. Nói tóm lại, tất cả những cái khổ hay vui, nghèo hay đói, đẹp hay xấu đều do cái trí tuệ của chúng ta. Mà do cái trí tuệ của chúng ta thì chúng ta muốn mà kiếp sau là phải đẹp đẽ hay giàu có thì nó phải có thời gian, và thời gian chúng ta phải làm từ bây giờ đó. Thì tất cả những điều đó là do đó con thấy là câu này câu A cũng đúng, câu B cũng đúng, và câu C cũng đúng. Do đó cái câu trả lời là câu D đó. Kính thưa sư phụ, con cho cái câu trả lời là câu D. Và Phật tử đều cả D hết ráo rồi, quá ư là hay. Con xin trao mai sư phụ để có câu hỏi thứ hai. Kính mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin trình sư Nguyên Thông và xin được trình sư Nguyên Thông Hoa Khỉ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Hạng đệ tử nào sau đây thành tựu sự giải thoát do nghiêng nặng về sự tận dụng kinh nghiệm bản thân? Tức là có những vị trong sự tu tập là nghiêng nặng về kinh nghiệm bản thân, có những vị nghiêng nặng về cái kiến thức Phật Pháp, có vị nghiêng nặng về cái niềm tin. Thì ở đây có hạng gọi là tuệ giải thoát, A là tuệ giải thoát, B là thân chứng, C là kiến trí, D là tính giải thoát. Bảy hạng đệ tử này chúng tôi đã trình bày rồi. Bây giờ mời quý Phật tử chọn một ở trong bốn hạng đệ tử đó và xin thỉnh sư Nguyên Thông Hoan Hỷ cho đáp án. Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tu luyện sư phụ có đáp án cho câu trắc nghiệm số 2. Hỏi rằng hạng đệ tử nào sau đây thành tựu sự giải thoát do nghiêng nặng về sự tận dụng kinh nghiệm bản thân? Cái câu này quan trọng nhất là do sự nghiêng nặng về sự tận dụng kinh nghiệm của bản thân. Thì nếu mà kinh nghiệm của bản thân người hành giả đó đó, thì nếu người hành giả là người mà tu hành rồi hiểu biết giáo pháp thì cái người hành thuộc về loại tự giải thoát. Còn nếu mà người hành giả đó thì nghiêng nặng về sự tu hành, mà người hành giả đó là do cái sự tu hành họ cảm thấy là cái người mà sống đúng theo cái giáo pháp đó, mà được giải thoát, thì người đó là do cái thân chứng của họ, là tại vì họ là người đã thực hành đó, họ thì do cái sự thực hành giáo pháp của họ thì họ được giải thoát đó. Thì cái người đó là do cái thân chứng mà họ thấy được cái điều đó. Còn cái người khác là số ba C là kiến trí, là người đó hành do cái người đó có giải thoát, mà cái sự thấy biết của người đó hiểu biết được cái giáo pháp như thế nào, và cái người mà hành trì đúng theo giáo pháp như thế nào đó, thì cái người đó do cái sự kiến trí của người ấy mà họ hiểu được cái giáo pháp. Thì cái câu này đó, của câu này con nghĩ sư phụ cho ra rất là hay. Và câu này là câu A, câu B, câu C, câu D đều là giải pháp hết đó. Cho nên là con không biết nói sao, con nói là A, B, D. Có lẽ phải có cái câu số 5 là F, là A, B, C, D đều đúng hết thì đúng. Là bởi vì câu này đó là nó không phải là có một cái câu là tự giải thoát, hay là thân chứng, hay là kiến trí, hay là tính giải thoát.
Đó, bởi vì câu mà tin tưởng đến giáo pháp, cái người mà tin tưởng đến giáo pháp để mà không có làm ác thì cái người đó là hành động nó giải thoát. Cho nên cái câu A cũng là giải là đáp án, mà câu B cũng là đáp án, câu C cũng là đáp án, câu D cũng đáp án, tùy cái hành xử, tùy cái tâm của người hành giả, tùy cái căn tính của người hành giả đó mà có câu đó. Kính thưa sư phụ, đó là con câu nào cũng đúng, bởi vì cái người hành giả đó, đó người hành giả chủ trụ với nguyên tính hay nguyên tinh đó, và cô Nhật Quỳnh đó là tại vì là khiến về cái thân chứng. Bởi vì người có thực hành thì thấy rằng tôi thấy giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy vậy, tôi làm theo, là tôi làm theo, là tôi không có sát sanh trộm cắp, là dám nói láo uống rượu, và tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy, thì người đó là thân chứng, là cô Quỳnh Nhật Quỳnh Nguyên Tịnh vậy. Còn Gò Cát Biên Hòa là C là kiến trí, là giải tạo. Vì tôi thấy là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca giảng dạy là không sát sanh trộm cắp tà dâm, thì đó là cái, đó là cái hay của cái anh là nguyên anh Gò Cát Biên Hòa là C. Cho nên do cái căn tính của người đó và có cách hành trì của người đó trong giáo pháp mà họ nhìn thấy đó là hạnh phúc của họ, thì cái giải quyết của họ là kiến trí. Còn tính giải thoát là tôi tin như giáo pháp, tin như giáo pháp là nhân quả, quả báo vì vậy cho nên tôi không làm ác mà tôi làm thiện, thì cũng là tính giải thoát. Cho nên kính thưa sư phụ, bốn câu đều là giải thoát. Con xin trao mãi lời sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con, nói đúng nói sai chỗ nào để sư phụ cho cái câu đáp án cho mọi người đều nghe theo. Con thỉnh mời sư phụ trở ra mai rồi chân thành tri ân chư vị đã lắng thấy nghe. Dạ con sư phụ. Xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, trong câu số 2 đó, thì mình không chọn được câu A, tại vì câu A là cái bậc đã hoàn toàn giải thoát rồi, nhưng mà giải thoát bằng trí tuệ, không có thiền chứng gọi là tuệ giải thoát, thì chúng ta không đề cập đến bằng A. Trong ba bậc sau đó là bậc thân chứng, kiến trí và tính giải thoát đó, thì bậc tính giải thoát là nghiêng nặng về niềm tin, bậc kiến trí là nghiêng nặng về trí tuệ, nhưng mà bậc thân chứng là nghiêng nặng về tinh tấn, là nghiêng nặng về cái kinh nghiệm bản thân của mình. Dạ, tức là thay vì điều đó mình học thì mình cứ mần mò, rồi mình chịu khó thí nghiệm, trắc nghiệm, và mình học trên kinh nghiệm bản thân của mình. Thì bậc thân chính tức là bậc nghi nặng về kinh nghiệm bản thân. Dạ, chữ dạ, giờ đó đáp án câu hai là chữ B. Bây giờ mời quý Phật tử trả lời cho câu số 3. Chúng ta còn ít phút nhưng mà tập cho xong thỉnh sư Nguyên Thông cho đáp án câu số 3. Một người thiếu niềm tin và sự kính trọng với bậc đạo sư, thời điều nào sau đây có thể thấy ở người đó? Ở đây chúng ta thấy có hai vị tỳ kheo là Asachi và Pundapha Asuka. Vị này thiếu niềm tin và thiếu sự kính trọng với bậc đạo sư, thì điều nào sau đây tìm thấy người đó? A là không đến gần với giáo pháp chân thực, không có kính trọng sao đến gần được. B là không thể bắt tay vào sự tu tập, không đến gần thì không cách gì bắt tay vào sự tu tập. C là không có sự khích lệ sắc tính trong đời sống tu tập, mình tu mà không có kính trọng Đức Phật. Cái chữ bậc đạo sư đây viết khoa, thưa quý vị, bậc đạo sư viết khoa là Đức Phật, không có kính trọng và không có niềm tin ở Đức Phật thì làm sao mà chúng ta có sự sắc tính. Đây là cả ba câu trên, mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh sư Nguyên Thông Quang Hiển cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trinh lĩnh sư phụ có đáp án cho câu trắc nghiệm số 3, hỏi rằng một người thiếu niềm tin và sự kính trọng đối bậc đạo sư, một người thiếu niềm tin và sự kính trọng đối bậc đạo sư là người đó không phải Phật tử. Phật tử là phải có niềm tin đến giáo pháp, Phật tử là phải kính trọng bậc đạo sư mới là Phật tử. Thành ra cho nên cái tiền đề đó là như vậy, thì con thấy là như vậy. Vì vậy cho nên là một người mà thiếu niềm tin và sự kính trọng đối với bậc đạo sư, thời điều nào sau đây có thể thấy ở người đó? Thời điều nào sau đây thấy được người đó là người không có niềm tin và không kính trọng? A
không đến gần cái giáo pháp chân thực, đã không có niềm tin và sự kính trọng với bảo đạo sư thì làm sao mà đến được giáo pháp chân thực. Do nên câu này là đúng, quá ư là đúng. Cho những người không có niềm tin và kính trọng đạo bậc tổ sư. Câu B, không thể bắt ta vào sự tu tập. Đã không có niềm tin đến bậc đạo sư mà không có niềm tin giáo pháp thì làm sao mà tu tập. Và câu B này cũng đúng đối với sự việc đó. Câu C, không có sự khích lệ sách tấn trong đời sống tu tập. Bởi vì không có niềm tin với bậc đạo sư là làm sao đến với bậc đạo sư. Thì không đến bậc đạo sư thì làm sao mà được bậc đạo sư khích tấn để mà tu tập. Cả ba điều trên đều đúng, đều quả rồi. Cái câu này là con nghĩ là sư phụ đã đưa ra cho tất cả là cho chúng ta, để dẫn dạy chúng ta là phải niềm tin lên với giáo pháp, là niềm tin trên thế gian này có cái sự quả báo nhân quả. Niềm tin trên thế gian này là tứ diệu đế, niềm tin trên thế gian này là thập nhị nhân duyên, niềm tin trên thế gian này. Vì vậy cho nên cái câu D là cái câu rất đúng, thì quý vị đã trả lời rất đúng. Và cái câu hỏi số 3 này là một cái bài ôn để cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải có niềm tin với giáo pháp và phải kính trọng bậc đạo sư đó. Và cái mục đích của cái người mà soạn thảo ra cái câu này là nhắc nhở chúng ta điều đó. Con xin cảm ơn sư phụ đã giảng dạy cho chúng con, và con xin trao mai là chư sư để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng theo nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, xin thiên sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, câu trắc nghiệm số 3 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Xin đại lễ sư tôn đức thân chào toàn thể quý Phật tử. Kính chúc mọi người có một ngày an lành, một đêm an lành, và đặc biệt với một cuối tuần vào ngày lễ, cố gắng cẩn thận trước khi bệnh dịch đang lây lan, gìn giữ tốt cho mình cũng là sự bảo vệ cho những người thân và cho những người chung quanh. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hạnh trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư giá. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Cầu cho mưa thuận gió.
chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron da lang o tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ron da lang o tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa Chào.